Garnacho chọc giận Erik Ten Hag. Sao trẻ người Argentina công khai bấm thích phát biểu công kích huấn luyện viên Ten Hag của Ronaldo. Trên kênh YouTube, Cristiano Ronaldo đăng video buổi trò chuyện với Rio Ferdinand về Manchester United. Trong đó, CR7 có những phát biểu thẳng thắn về thầy cũ Erik Ten Hag. Bài đăng dẫn lại phát biểu của cựu tiền đạo Man UTD đã được tài khoản của Alejandro Garnacho bấm thích. Manchester United phải cạnh tranh mọi danh hiệu. Tất cả huấn luyện viên của Man UTD đều phải biết điều này. Không huấn luyện viên nào của Manchester United được phép nói rằng chúng tôi sẽ thử xem sao, mà phải nói rằng chúng tôi phải làm được. Đó là lý do Man UTD cần một cuộc cải tổ. Ronaldo cho biết. Siêu sao sinh năm 1985 nói thêm, kẻ Ten Hag cần lắng nghe ý kiến của những người từng làm việc ở đó, có thể là Ruud van Nistelrooy, Sir Alex Ferguson, Gary Neville, Paul Scholes. Ông ấy không thể xây dựng lại Man UTD mà không biết gì về đội bóng. Cũng trong buổi nói chuyện với Rio Ferdinand, Ronaldo khẳng định anh không hối hận khi trở lại khoác áo Manchester United vào năm 2021. Chuyện đã qua nhưng tôi luôn mong Manchester United có thể trở lại vị thế mà họ từng có. Tôi vẫn luôn yêu đội bóng, CR7 cho biết. Khi trở lại Manchester United vào năm 2021, tôi rất vui. Tôi là một trong những cầu thủ ghi bàn tốt nhất. Tôi đã ghi bàn trong toàn bộ vòng bảng Champions League. Tại Premier League, tôi đã ghi được 17 hoặc 18 bàn thắng. Tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, Ronaldo nhấn mạnh.